mỗi năm chỉ có một ngày một tháng sáu, quốc tế thiếu nhi để hội người lớn thi nhau quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ. Cũng chính trong dịp đặc biệt này, nhiều bức ảnh ngày bé xưa ơi là xưa của sao Việt được khai quật. Nhưng pha gây, lú, và khiến dân tình hoang mang nhất hôm nay chắc phải là màn khoe ảnh ngày bé, nu 100%, cực cộng kền của gia đình Đông Nhi, ông Cao Thắng. Chuyện là ông Cao Thắng cũng đu, trang, khi tung ảnh hiếm ngày còn bé, đây cũng có thể được xem là lần đầu năm chủ tịch để lộ những khoảnh khắc thời còn thơ ấu. Trên Facebook cá nhân, ông Cao Thắng còn tranh thủ phát cẩu lương với vợ, hồi 33 năm về trước có bạn thiếu nhi nào đó cũng sệt si giống bạn Winnie bây giờ quá, mê tên nhi tới giờ luôn mọi người. Tuy nhiên, dân tình được phen tranh cãi nảy lửa vì không phân biệt được đây là Đông Nhi, ông Cao Thắng hay Winnie vì em bé trong ảnh có nét giống cả ba người. Ông Cao Thắng bất ngờ tung bức ảnh, xưa lắc xưa lơ, kèm status úp mở khiến dân tình hoang mang vì không phân biệt được đây là ai. Dưới phần bình luận, dân tình đoán đây có thể là ông Cao Thắng vì hôm nay là ngày 1 tháng 6 nên ông xã Đông Nhi đã tự tung ảnh bản thân để hưởng ứng, nhiều người còn ù vào bình luận chắc nịch rằng Winnie Đích Thị là phiên bản, copy, pass của bố chủ tịch. Dân mạng ù vào bình luận và khen ngợi Winnie giống với bố ông Cao Thắng ngày bé, thậm chí còn người còn cho rằng đây chính là ái nữ của gia đình quyền lực. Tuy nhiên, hội phan cứng của đông nhi cho rằng đây chính là hình ảnh ngày bé của nữ ca sĩ hóa ra nghi của hiện tại là thừa hưởng nét đẹp từ mẹ nettie ren hào hứng vì cuối cùng đông nhi cũng tung được bằng chứng chính thức dời hội để thuê rồi đến phan cứng cũng tranh cãi vì không biết đây là đông nhi hay ông cao thắng giữa lúc dân tình đang bị pha bắt lú đông nhi đã chính thức lên tiếng đầy rỗi hờn của trời ơi mình giấu hình này kỹ lắm mà như vậy cuối cùng khán giả cũng có câu trả lời bức ảnh trên đích thị là Đông Nhi ngày bé. Đông Nhi và ông Cao Thắng có tướng phu thê, mà con gái thừa hưởng hết, ghen trội, từ bố mẹ nên gây hoang mang như hôm nay. Đông Nhi đã than trời vì bị chồng, khai cuộc, ảnh ngày bé, hóa ra bức ảnh trên là của Đông Nhi. Từ nay về sau không ai nói mẹ biển, đẻ thuê nữa rồi. Winnie và mẹ Đông Nhi có cách tạo dáng không lệch đi đâu được, ái nữ thừa hưởng khuôn miệng xinh xắn và đôi mắt to từ mẹ. Hóa ra dân tình đã nhầm, Winnie đích thị là bản sao của Đông Nhi rồi. Tuy nhiên, ông Cao Thắng và Đông Nhi lại có nét phu thê nên con gái thừa hưởng hết ghen trội của cả hai. Gia đình Đông Nhi và ông Cao Thắng có cô con gái, đáng đồng tiền bát gạo quá.